Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 5 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, cùng với học sinh cả nước, hôm nay ngày 5 tháng 9, hơn 239.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình khai giảng năm học mới 2022-2023. Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 522 trường học, trong đó giáo dục mầm non dự kiến huy động 59,5 nghìn trẻ ra lớp, giáo dục tiểu học dự kiến huy động khoảng 15,6 nghìn trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình xác định chủ đề của năm học là đoàn kết sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Nếu như năm học 2021-2022 là một năm kiên trì mục tiêu chất lượng, cố gắng hoàn thành kế hoạch năm học, thì năm học mới này, mục tiêu đặt ra của ngành giáo dục tỉnh là củng cố, nâng cao chất lượng và hoàn thành được các nhiệm vụ, mục tiêu đổi mới, chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai dịch bệnh. Nhân dịp khai giảng năm học mới, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh đến dự khai giảng tại các đơn vị trường học trong tỉnh. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Thung Nai, huyện Cao Phong, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tới dự lễ khai giảng và chia vui với thầy và trò nhà trường. Năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Thung Nai, huyện Cao Phong có 345 học sinh. Do nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều em học sinh phải đi học bằng thuyền trên sông Đà, nhà cách trường từ 4 đến 7 km, không về được trong ngày, nên nhà trường có tới 220 em học sinh bán trú. Năm học 2021-2022, nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, biểu dương những thành tích của ngành giáo dục và đào tạo Hòa Bình, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Thung Nai đạt được trong năm học vừa qua, với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục dân tộc và giáo dục vùng khó khăn. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành giáo dục và đào tạo Hòa Bình tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong năm học vừa qua để dạy tốt học tốt. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chia sẻ với những khó khăn của thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Thung Nai, đồng thời khẳng định các em học sinh là tương lai của đất nước, gia đình và xã hội. Đất nước có phát triển phồn vinh hay không chính là ở sự nỗ lực cố gắng trong học tập của học sinh. Tôi rất mong các em, các cháu nỗ lực học tập để làm sao đó mình thực sự trở thành con ngoan, trò giỏi, có kỹ năng, biết làm việc để có thể giúp ích trước hết là cho chính bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội và góp phần cho tỉnh Hòa Bình, cho đất nước của chúng ta. Các thầy giáo, cô giáo có một ý nghĩa và vai trò rất là quan trọng trong quá trình học tập, trưởng thành của các em học sinh. Vì vậy, mong các thầy giáo, cô giáo luôn luôn gắn bó với các em bằng tình thương, bằng trách nhiệm. Tôi mong làm sao lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo huyện Cao Phong hãy nghiên cứu có chính sách hỗ trợ tối đa đối với các gia đình khó khăn. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, sau lễ khai giảng, ngành giáo dục và đào tạo Hòa Bình bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ năm học, quán triệt chủ đề năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phấn đấu đạt thành tích năm sau cao hơn năm trước. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đánh trống khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Thung Nai. Tại lễ khai giảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan đơn vị tặng các suất học bổng cùng nhiều phần quà giá trị khác cho học sinh của nhà trường. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự khai giảng năm học mới 2022-2023. Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh hiện có 853 học sinh. Trong năm học vừa qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm học đề ra. 99,9% học sinh đạt học lực khá và giỏi, 100% học sinh có hạnh kiểm khá và tốt, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông.
Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định và là trường dẫn đầu các trường trung học phổ thông toàn tỉnh. Năm học mới 2022-2023, nhà trường đón nhận 280 học sinh khối lớp 10. Bước vào năm học mới, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh tiếp tục nỗ lực đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho một học sinh đạt giải vàng trong cuộc thi phát minh và sáng chế quốc tế lần thứ 11 tại Hàn Quốc. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Năm học mới 2022-2023, trên địa bàn thành phố Hòa Bình có 69 trường với trên 30.600 học sinh. Mặc dù hiện nay trên địa bàn thành phố đang thiếu khoảng 105 giáo viên, tuy nhiên để đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018, thành phố Hòa Bình đã căn cứ tình hình thực tế, ưu tiên số lượng và chất lượng giáo viên đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7. Chuẩn bị thiết bị dạy học theo đúng quy định, đặc biệt là sách giáo khoa mới đối với học sinh lớp 3 và lớp 7. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Hiện nay, 98% cán bộ, giáo viên, nhân viên trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã tiêm vaccine COVID-19. Đối với trẻ từ 5 đến 11 tuổi, đã tiêm cho gần 14.100 học sinh. Trẻ từ 12 đến 15 tuổi là gần 6.600 học sinh. Tại huyện Đà Bắc, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 và đón nhận bằng khen đơn vị xếp thứ nhì trong phong trào thi đua khối trung học cơ sở của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại trường trung học cơ sở thị trấn Đà Bắc. Năm học 2022-2023, trường trung học cơ sở thị trấn Đà Bắc có 417 học sinh, trong đó có trên 50% học sinh là người dân tộc thiểu số. Năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt đạt trên 90%, có trên 60% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi. Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Hàng năm nhà trường có trên 100 học sinh đạt giải học sinh giỏi và có 8 trên 23 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện Đà Bắc có 47 trường, một cơ sở giáo dục mầm non tư thục với trên 12.600 học sinh, với tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gần 1.400 người. Toàn huyện hiện có trên 500 phòng học kiên cố, 82 phòng học bán kiên cố, không có phòng học tạm. Năm học mới này, ngành giáo dục và đào tạo huyện Đà Bắc đã huy động được trên 70 tỷ đồng, mua sắm trang thiết bị đồ dùng học tập và sách giáo khoa, nâng cấp sửa chữa 27 công trình trường lớp học. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường, trao tặng 30 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Ngày 5 tháng 9, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Năm học 2021-2022, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ có 100% học sinh xếp loại học lực khá và giỏi. Tỷ lệ lên lớp và tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, là đơn vị đứng đầu trong số 48 trường trung học phổ thông của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Có 256 em đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, 22 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia, tăng gấp đôi so với năm học trước, 3 giải cuộc thi toán học Hoa Kỳ, 10 giải cuộc thi Olympic toán học toàn quốc. Bước vào năm học mới 2022-2023, nhà trường có 1.437 học sinh, trong đó có 502 học sinh lớp 10. Đây là năm học có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo nghị quyết của Quốc hội. Trường Trung học Phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ xác định không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điểm nhấn trong phát triển giáo dục mũi nhọn nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, xác định nông nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu ngành kinh tế của địa phương, những năm qua huyện Tân Lạc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chú trọng tìm đầu ra cho sản phẩm chủ lực, đặc biệt là cây có múi. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cách đây hơn 10 năm, gia đình ông Lê Chí Sơn ở phố Chợ Lồ, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc bắt đầu trồng cây bưởi đỏ, cam và cây keo trên diện tích gần 30 ha.
Thấy được giá trị của cây có múi hàng năm cho lợi nhuận cao, gia đình ông Sơn đã bán bớt diện tích đất rừng trồng keo để tập trung đầu tư gần 11 hectare đất trồng bưởi và cam. Đến nay, cây bưởi đỏ Tân Lạc và cam mang lại thu nhập ổn định. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình ông thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng. Trước đây chưa có ô cốp thì thực ra mà nói là cái thương hiệu của mình nó cũng chưa được là nhiều người biết lắm. Thế nhưng bây giờ là từ khi mà hợp tác xã tôi là đạt cái tiêu chuẩn Việt Gáp ấy, cũng có tem nhãn truy xuất nguồn gốc, cho nên là nó cũng nhiều người biết đến. Cái thứ hai nữa là thị trường nó cũng tin tưởng được, vì thực ra mà nói ví dụ như là hợp tác xã tôi là sử dụng toàn là phân bón với lại thuốc bảo vệ thực vật, đấy là bằng sinh học. Những năm gần đây, cây ăn quả có múi đang là hướng đi tích cực trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tân Lạc, bởi loại cây này phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của địa phương, nhất là mang lại hiệu quả kinh tế cao, đầu ra tương đối ổn định. Thực hiện nghị quyết số 10 của huyện ủy Tân Lạc về phát triển diện tích cây ăn quả có múi, đặc biệt là bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi da xanh, diện tích cây bưởi đã được nhân rộng lên hơn 1.100 ha, diện tích cho sản phẩm khoảng 900 ha, sản lượng bình quân 30 tấn một ha. Hiện nay, huyện Tân Lạc đang xây dựng vùng sản xuất cây ăn quả có múi ổn định, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm bưởi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, đặc biệt là tìm hướng xuất khẩu bưởi đỏ Tân Lạc ra thị trường nước ngoài. Tiến tới thì các cái hợp tác xã bưởi được cấp xuống trồng, tiến tới là thực hiện Global Gap để xuất khẩu sản phẩm bưởi ra thị trường nước ngoài. Thì cũng hỗ trợ các hợp tác xã có sản phẩm được tham gia các cái hội chợ triển lãm để quảng bá các cái sản phẩm của mình ra với thị trường. Để phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và đem lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cũng phối hợp với các doanh nghiệp có chuyên môn về khoa học công nghệ, phát triển các giống có chất lượng, nhân giống các cây đầu dòng, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả để cây ăn quả có múi phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, đòi hỏi công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về hàng giả, hàng cấm, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt vào những tháng cuối năm cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các ngành chức năng để kiểm soát thị trường hàng hóa. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo báo cáo của Cục Quản lý Thị trường tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã kiểm tra 667 vụ. Qua đó phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 102 vụ, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là trên 550 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, lĩnh vực an toàn thực phẩm và một số vi phạm khác. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức cá nhân sản xuất, buôn bán và người tiêu dùng. Trước tình hình thị trường có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào thời điểm từ nay đến cuối năm, nhu cầu tiêu dùng của người dân sẽ tăng. Đây cũng là thời điểm hàng hóa kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ dễ bị trà trộn trên thị trường, người tiêu dùng luôn lo lắng. Hôm nay thì tôi có mua một số sản phẩm về cho gia đình sử dụng hàng ngày này. Thì tôi cũng thấy là bây giờ hàng hóa rất là đa dạng và phong phú. Mà tôi mong các cơ quan nhà nước là cần quản lý và yêu cầu kiểm tra chặt chẽ để cho chúng tôi gọi là yên tâm để sử dụng những cái mặt hàng. Xác định rõ diễn biến phức tạp của thị trường những tháng cuối năm, Cục Quản lý Thị trường tỉnh xây dựng kế hoạch chuyên đề tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, thuốc lá, rượu bia, nước giải khát, dược phẩm, mỹ phẩm, phân bón, đồng thời tiến hành kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nhất là tại các điểm bán lẻ, siêu thị, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, để kịp thời phát hiện những hành vi đầu cơ găm hàng, nâng giá bất hợp lý để thu lợi bất chính. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động ký cam kết đối với các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật tới các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, để từ đó các tổ chức cá nhân hiểu, nắm bắt được và thực hiện cho tốt. Hai là áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong thực thi công tác quản lý địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường của các cơ quan chức năng, mỗi người tiêu dùng cũng phải thực sự là những khách hàng thông thái trong việc lựa chọn những hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đồng thời nêu cao ý thức trong việc thông báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện các cơ sở đơn vị kinh doanh có dấu hiệu buôn bán, vận chuyển hàng hóa kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất kinh doanh chân chính, ổn định thị trường hàng hóa. Khai giảng năm học mới 2022-2023 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chi tiết về nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự 19h45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.